Ê, đóng tiền không? Hả? Hả? Mày thích không? Hả? Mày đâu đâu? Hả? Kiếm chuyện không? Mày kiếm thằng nào tương xứng với mày mà chơi? Mày thích không? Có sao không em? Chị ơi, anh ta... Chị biết. Chị nhận anh ta vào á, cũng chỉ muốn có bằng chứng em bị bạo hành thôi. Tiền mà nó không có tiền, mỏ cái sậu, cái tay cái mỏ. Cái tiền này là để mua sữa cho con đi trả đây. Sữa tải gì, nít ăn xài như vậy. Cậu thấy cái mỏ gì tao đâu. Ở nhà đi, đi á. Bây giờ anh ta phải trả giá về những gì mình đã làm.